quán rất là đẹp, rất là xinh xắn. Cát Tường đã có được một album hình cực chất tại đây. Đố các bạn biết đó là món gì? Chờ Cát Tường một giây, Cát Tường sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Xin chào các bạn, bây giờ thì Cát Tường đang ngồi ở trong quán Soya Garden nằm ở số 320 đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích mà Cát Tường đến đây ngày hôm nay chính là giới thiệu với các bạn không gian của quán để chúng ta có thể chụp hình check-in sống ảo được, tại vì quán rất là đẹp, rất là xinh xắn. Nhưng mà khi mà vào ngay tới bàn order thì thấy là ở đây có một điều đặc biệt là quán này chuyên bán những cái món nước về đậu nành. Tất cả những cái món mà có thể sơ chế từ đậu nành được luôn, chế biến từ đậu nành được. Và cũng có rất là nhiều đồ ăn, bánh ngọt nữa. Nhưng mà một điều đặc biệt, có một cái giống như là gọi là đặc sản ở đây á, đó chính là món đậu đỏ yến mạch. Và Khánh Tường cũng sẵn tiện đó đã gọi ra rồi để Khánh Tường có thể ăn và review thử sơ sơ cho các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm cái mục đích chính của mình, đó chính là đi chụp hình nha. Chi nhánh Soya Garden Lê Văn Sĩ nằm ở góc ngã tư cách với Phạm Văn Hai. Bàn ghế đẹp và có nhiều dạng, bệt có, sofa có, cho nhóm, cho cặp đôi cũng có. Điểm cộng nữa là nhân viên, thái độ rất lễ phép và ân cần. Quán có nhiều món uống khác nhau phục vụ cho từng nhu cầu khách. Nhưng thức uống ngon nhất tại quán chính là bia kết. View mở, rộng rãi, chia làm 2-3 khu ngồi, có chỗ ngồi bệt nữa để team đi nhóm có thể ngồi lâu để làm bài. Không gian chăm chút, có đầu tư, màu sắc sáng sủa và dễ thương, nhìn sạch sẽ và rất là dễ chịu. Khánh Tường rất ưng không gian của các chi nhánh Soya Garden. Không biết là vô tình hay là hữu ý nhưng mà Khánh Tường mặc chiếc áo màu vàng rất là hợp với lại không gian của quán Soya Garden luôn. Cho nên Khánh Tường đã có được một album hình cực chất tại đây. Nhớ đón xem số này để xem hình của Khánh Tường nha. Còn bây giờ thì mình sẽ phải tạm biệt quán Soya Garden tại số 320 Lê Văn Sĩ để chúng ta đến với một địa chỉ khác cũng tại quận Tân Bình luôn để chúng ta khám phá thử một món ăn rất là quen thuộc với tất cả các bạn. Muốn biết đó là món gì? Cùng với Khánh Tường, let's go! Xin chào cả nhà, Khánh Tường đã quay trở lại rồi đây. Và bây giờ Khánh Tường đang đứng ở trên đường Út Tịch, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì Khánh Tường tiếp tục dẫn các bạn đi ăn một món ăn. Món này rất là quen thuộc với người dân Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác ở Việt Nam mình luôn. Đố các bạn biết đó là món gì? Chờ Khánh Tường một giây, Khánh Tường sẽ bật mí cho các bạn biết nha. Các bạn có đoán được là Khánh Tường đang ngồi ở đâu không? Một căn phòng với màu sơn rất là nổi bật, màu đỏ. May là ngày hôm nay Khánh Tường mặc áo màu vàng chứ không thôi là sẽ chìm luôn vào trong cái bức tường này rồi. Giống như lúc đầu Khánh Tường có nói với các bạn là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi ăn một cái món rất là quen thuộc ở Sài Gòn.
một món ăn mà... Thôi, chắc là bây giờ Khánh Tường sẽ vào vấn đề chính luôn để các bạn biết Khánh Tường đang ngồi ở đâu ha. Nếu như các bạn nào là fan của Biu Biu thì các bạn sẽ đoán ra ngay là Khánh Tường đang ngồi ở quán bánh mì Biu Biu nằm ở số 66 đường Út Tịch, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ai, ngày hôm nay thì mình đốt cháy giai đoạn một tí xíu, mình vô thẳng quán, mình có bánh mì sẵn luôn rồi. Đây là bánh mì thập cẩm, hình như trong quán thì cũng có rất nhiều loại bánh mì khác nhau, nhưng mà Khánh Tường tiếp tục lựa chọn bánh mì thập cẩm để chúng ta có thể có rất là nhiều nguyên liệu để chúng ta có thể thưởng thức. 30.000 được để trong túi rất là lịch sự nè. Đầu tiên là một túi ni lông, túi xách ở bên ngoài. Sau đó thì có một túi giấy ở bên trong nha các bạn. Và còn kèm thêm một bịch khăn ướt và thêm tăm nữa. Rất là chu đáo. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh mì ra nha. Trong túi này thì có ghi những loại bánh mì ở trong quán, cũng như là có những chi nhánh của quán bánh mì Biu Biu luôn. Có rất là nhiều chi nhánh ở Út Tịch nè, phường 4 quận Tân Bình, ở số 84 đường D5 Bình Thạnh, rồi có ở số 33 đường số 5 phường Linh Chuẩn quận Thủ Đức, ba chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh mì ra nha. Bánh mì cũng khá là lớn. Có một điều đặc biệt ở quán bánh mì Biu Biu là bánh mì được cắt hai đầu bánh mì nha các bạn. Lúc nãy Khánh Tường có hỏi thử thì mọi người nói là do là quán muốn khi mà khách hàng ăn thì cắn miếng đầu tiên là sẽ có thịt và có đồ ăn ở bên trong luôn, tức là ngon ngay từ miếng đầu tiên. Nói chung là cũng hợp lý, nhưng mà riêng đối với Khánh Tường thì Khánh Tường lại thích ăn hai cái đầu bánh mì này. Nhưng mà thôi, quy luật của quán là như vậy rồi thì mình cũng sẽ ăn. Bình thường á, thì khi mà mua một ổ bánh mì thịt, mình cũng không có nhất thiết là phải tìm hiểu xem bên trong nó có cái gì, chỉ đơn giản mua xong là cắn ăn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đây cũng là lần đầu tiên mà Khánh Tường ăn bánh mì ở Biu Biu, nên là Khánh Tường cũng muốn khám phá xem là ổ bánh mì thập cẩm này nó có những gì ở bên trong. Cho nên là bây giờ mình sẽ mở ra xem thử các bạn ha. Rất là hấp dẫn. Khánh Tường thấy là có chả lụa nè, có thịt, có chà bông, có rau ngò, có cà chua, có xà lách và có một cái lớp sốt nữa. Giống như là bánh mì bình thường thì sẽ có pate và có nước chan rồi đó các bạn. Không biết là khi kết hợp với bánh mì thì hương vị của nó sẽ như thế nào, nhưng mà nhìn thì mình đã thấy là rất là hấp dẫn rồi. Rồi bây giờ thì sẽ không chần chừ nữa, Khánh Tường sẽ thử cắn miếng đầu tiên ha. Tại vì nói là cắt hai đầu bánh mì là để ăn miếng đầu tiên là ngon ngay từ miếng đầu tiên luôn, cho nên bây giờ Khánh Tường sẽ ăn thử để xem ngon ngay từ miếng đầu tiên không ha. Bánh mì rất là giòn, giòn đùm luôn. Nói chung là phòng á, là phòng máy lạnh, cho nên là Khánh Tường khi mà mua ổ bánh mì này thì để nãy giờ chia sẻ với các bạn cũng nhiều, nhưng mà Khánh Tường cũng sợ là bánh mì nó sẽ bớt cái độ giòn, nó sẽ bị mềm đi. Nhưng mà thật ra là không, nó vẫn còn giữ được cái độ giòn. Khánh Tường nghĩ là đã được nướng rất là kỹ. Và thật sự, cái này chia sẻ thật, Khánh Tường khi mà ăn xong miếng đầu tiên rồi thì Khánh Tường thấy là mà cắt hai đầu bánh mì để cho người ăn cảm thấy ngon ngay từ miếng đầu tiên quả thực rất là hiệu quả. Tại vì bình thường khi mà mình cắn, mặc dù Khánh Tường rất là thích đầu bánh mì, nhưng mà khi mà cắn vào miếng đầu tiên thì chỉ có bánh mì, chỉ có bột bánh mì thôi chứ không có gì hết. Phải ăn đến 2-3 miếng sau thì mới có lớp thịt. Nhưng mà cái phần thịt, cái phần nhân ở bên trong thì mới gọi là đặc biệt, đặc trưng nhất của từng quán bánh mì đúng không? Chứ còn bánh mì thì thật ra ở đâu nó cũng sẽ giống nhau thôi. Đấy, cho nên bây giờ là cảm thấy rất là ngon ngay từ miếng đầu tiên. Khánh Tường sẽ ăn thêm một miếng nữa để cho các bạn biết cảm nhận về hương vị của những loại thịt, rau ở bên trong ha. Cái phần nhân ở bên trong rất là vừa ăn. Khánh Tường được thấy là thịt được ướp cũng rất là ngon nè. Sau đó là thêm có phần rau, xà lách và cà chua, cho nên là mình sẽ không có bị ngán khi mà kết hợp là vừa phải. Nhưng mà có một cái thiếu sót lớn nhất, đó chính là thiếu độ cay. Thật ra thì Khánh Tường cũng ăn cay được, chỉ là không ăn được ớt sắc thôi. Tương ớt hoặc là ớt xay thì Khánh Tường vẫn ăn được, nhưng mà lúc nãy không biết là một anh trong ekip mua giùm, dặn anh là ít ớt nhưng mà thật ra là không có ớt luôn, cho nên là bây giờ nó bớt ngon đi một tí xíu là bởi vì nó không có cái độ cay nha các bạn. Nhưng mà Khánh Tường nghe nói là ở bánh mì Biu Biu thì còn có cái loại bánh mì gà cay gì đó, cho nên nó sẽ có một cái vị cay rất là đặc trưng.
nhưng mà chắc lần sau thì Khánh Tường sẽ thử. Còn ngày hôm nay thì thôi thì mình ăn bánh mì không cay các bạn ha. Người ta nói á, bánh mì thì phải có 3T, nhưng mà đặc biệt bánh mì Biu Biu thì không có 3T. Nhưng mà lúc nãy Khánh Tường có nhắc á, là có một cái loại nước sốt, thì không biết đây là cái loại nước sốt gì và chế biến như thế nào, nhưng mà nó rất là vừa ăn, không quá mặn cũng không bị ngọt, vừa phải khi mà kết hợp với lại thịt chả lụa và với rau nữa thì mọi thứ nó dung hòa rất là ngon. Bánh mì thì lại rất là giòn, nhưng mà Khánh Tường cũng thấy là nướng rất là khéo, không bị khét bất kỳ chỗ nào hết. Mình sẽ nói một tí xíu về không gian quán. Ở đây thì các bạn thấy là ở không gian của lầu 1 thì Khánh Tường đang ngồi ở một góc thôi. Một tí xíu nữa thì Khánh Tường sẽ nhờ anh quay phim đi máy khắp cả cái phòng này để cho các bạn thấy được không gian. Màu chủ đạo chính là màu đỏ. Màu đỏ thật là nổi bật luôn. Và một cái điều mà Khánh Tường ấn tượng nhất đó chính là những cái câu slogan được treo ở trên các bức tường. Ví dụ như là ước mơ mà không phấn đấu thì chỉ là hư cấu. Sáng tạo, ắt có gạo ăn. Nói chung là rất là thú vị khi mà mình ngồi đây, mình vừa ăn, mình được vừa đọc những cái câu này, thì nói chung là cũng có một cái tinh thần tuổi trẻ hừng hực trong người. Cho nên là Khánh Tường cảm thấy không gian rất là ok. Một điều nữa là về thái độ phục vụ của các bạn nhân viên trong quán cũng rất là tốt. Giống như lúc đầu Khánh Tường có nói á, tức là khi mà xin vào đây quay hơi khó một tí xíu, tại vì phải xin anh quản lý. Nhưng mà khi mà vào rồi á, thì các bạn hỗ trợ rất là nhiệt tình luôn. Đấy, cho nên Khánh Tường thấy là không gian thì cũng rất là thoải mái nè, rồi nhân viên cũng rất là dễ thương, rồi bánh mì thì cũng rất là ngon nữa. Nếu như mà các bạn nào là fan cứng của bánh mì và đặc biệt là fan cứng của Biu Biu, các bạn có thể tìm đến những địa chỉ sau đây để có thể ăn bánh mì nha. Đầu tiên, nơi mà Khánh Tường đang ngồi đó chính là số 66 đường Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình. Hoặc là có thể đến số 84 đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Hoặc là một địa chỉ nữa là có thể đến số 33 đường số 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức. Đó, 3 quận luôn. Các bạn nhà gần chỗ nào thì các bạn có thể tới chỗ đó ăn bánh mì. Rồi, bây giờ Khánh Tường sẽ ăn tiếp nha, cho hết ổ bánh mì này luôn. Nếu như mà các bạn có một địa chỉ ăn uống hay là một địa chỉ check-in nào đó ở Sài Gòn thì hãy chia sẻ với chúng tôi nha. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Yeah.